Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hướng dẫn từ nhập xe mô tô từ nước ngoài Việt Nam. Vừa mới đây, theo thông tư nóng hổi về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với xe mô tô phân khối lớn, theo thông tư số 27/2018/TT-BCT đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành, chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 5/11/2018. Và nhiều câu hỏi đặt ra là giá xe sẽ như thế nào nếu nhập thông qua đại lý hoặc là tự lo giấy tờ từ A đến Z để giảm chi phí, bao gồm những thủ tục và giấy tờ ra sao. Cụ thể, mình em tham khảo một ít thông tin mình đã sưu tập được qua clip dưới đây. Khi bạn đã quan tâm mong muốn một chiếc mô tô phân khối lớn, điều đầu tiên là cân nhắc đó chính là mức giá chênh lệch với giá xe tại thị trường Nam và thị trường sản xuất xe đó. Để tính những cái khoản thuế tiền vận chuyển sẽ tiết kiệm được bao nhiêu để có những lựa chọn hình thức mua xe phù hợp dành cho bản thân mình. Và sẽ có hai hình thức chính, đó là mua xe tại cửa hàng để lo từ A đến Z nếu mức giá không chênh lệch nhiều. Còn nếu nhiều thì có thể tự nhập khẩu xe về để tiết kiệm chi phí cho bản thân. Và đây là cách tính thuế. Trị giá tính thuế nhập khẩu bằng với trị giá nguyên tệ nhân với tỷ giá. Thuế nhập khẩu sẽ bằng với trị giá tính thuế nhân cho thuế xuất thuế nhập khẩu, và thuế nhập khẩu sẽ bằng 47%. Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ bằng với trị giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu nhân cho thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt, và thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ bằng 20% với xe có dung tích trên 120cc. Và thuế giá trị tăng sẽ bằng với trị giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt nhân cho thuế xuất thuế giá trị tăng, và thuế giá trị tăng sẽ bằng 10%. Vậy số thuế phải nộp bằng với thuế nhập khẩu cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt cộng với thuế giá trị tăng. Chúng ta hoàn toàn có quyền nhập khẩu một cái chiếc xe Việt Nam thông qua thông tư số 16/2008/TT-BTC, thông tư hướng dẫn nhập khẩu xe gắn máy không nhằm mục đích là thương mại. Có ghi là mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được nhập một xe gắn máy các loại thuộc cái mã là 8711, thuộc cái mã là 8711 tiêu của cái biểu thuế mới 100%. Tiếp theo là nhập xe qua hải quan Việt Nam. Khi xe được đưa về tới Việt Nam, về cảng nào thì chúng ta phải ra chi cục hải quan thuộc cái tỉnh đó để nộp đơn xin nhập khẩu xe. Giấy tờ bao gồm CO, CQ của xe, hóa đơn xe, đơn xin nhập khẩu v.v. CO là giấy chứng nhận nhập khẩu hàng hóa cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cho hàng hóa xuất khẩu được sản xuất tại đó. CQ là giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc những cái tiêu chuẩn quốc tế. Mục đích của CQ là chứng minh hàng hóa đạt được chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố đi kèm theo hàng hóa. Và khi được cấp giấy phép thì bước tiếp theo là đi đăng ký, đăng kiểm giấy tờ bao gồm CO, CQ của xe, hóa đơn, giấy phép nhập khẩu, cái bản cà số khung, số máy. Sau đó đi kiểm tra hợp lệ thì khoảng một tuần sau sẽ có kết quả. Sau khi nộp tất cả những giấy tờ kể trên kèm theo cái tờ khai hải quan quý mậu dịch cho những cái chi cục hải quan nhập cảng xe, hải quan sẽ tính thuế và kiểm tra hàng hóa xem hàng hóa có đúng với cái tờ khai hay không. Tiếp theo là đi đến cái kho bạc để nộp và cầm giấy về nộp lại cho hải quan. Khi được hải quan xác nhận tờ khai là đã làm thủ tục hải quan, bạn có thể đem xe về nhà. Tiếp đó là nộp giấy khai có cái dấu xác nhận để làm thủ tục hải quan, xin một cái bản nộp thuế trước bạ trên cục thuế và nộp kèm bản sao của tờ khai, giấy phép nhập khẩu, kết quả đăng kiểm, v.v. Mức phí trước bạ là 10% giá trị xe. Khi đã có giấy nộp thuế trước bạ, điều kiện tiếp theo là đem cái bản sao tờ khai, thuế trước bạ, giấy đăng kiểm, giấy nộp thuế hải quan kèm với cái bản chính ra công an giao thông để bấm biển số giấy tờ xe và có biển số giấy tờ xe đúng theo tuần tự. Việc nhập một con xe về là làm các thủ tục kể trên, khoảng thời gian của bạn phải chờ là đúng 3 tháng, hoặc nếu hơn có những cái trục trặc khi đem chiếc xe về tới nhà thì có tên chính chủ là hải quan chính ngạch của mình. Đây là được xem là một trong những bước đi dành cho những ai muốn tự nhập một con mô tô Việt Nam. Tuy nhiên theo chia sẻ của mình thì rất tốn nhiều thời gian
công sức, cho nên bạn phải cần cân nhắc rất kỹ khi lựa chọn hình thức mua xe sao cho thỏa đáng với cái số tiền mình bỏ ra. Cảm ơn các bạn theo dõi này là cái tip, nhớ like, subscribe.